Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, mở đầu là tin bão khẩn cấp trên Biển Đông. Hồi 16 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để có những biện pháp ứng phó. Thông tin về thời tiết biển. Vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay có mưa bão, tầm nhìn xa giảm xuống còn 2-4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó bao gồm huyện đảo Trường Sa. Trong đêm nay có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng có lúc cao tới 5 mét, biển động. Hoàn lưu bão tương tác với gió mùa Tây Nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Trong đêm nay, gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần nhanh chóng đưa tàu về vùng biển an toàn. Thông tin thời tiết Quảng Ngãi hôm nay. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay nắng nóng đã giảm dần, chỉ còn xuất hiện nắng nóng nhẹ ở một vài nơi trong tỉnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, độ ẩm thấp nhất là từ 50 đến 60%. Đến chiều có mưa dông nhiều nơi. Sang đến ngày mai, ngày 17 tháng 7, nhiệt độ trong tỉnh dao động ở mức từ 24 đến 35 độ C, trời ít mây, có nắng vào ban ngày. Lưu ý những ngày này, trẻ em tắm sông, biển, ao hồ tăng mạnh. Cảnh báo nguy cơ đuối nước cao, các bậc phụ huynh chỉ cho trẻ bơi ở những nơi được cho phép và phải có sự giám sát của người lớn. Cần cảnh báo cho trẻ những khu vực nguy hiểm. Chiều mai tiếp tục có mưa dông nhiều nơi, đặc biệt là khu vực các huyện miền núi. Trong cơn dông, cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng yếu. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Thị xã Đức Phổ, ít mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng yếu. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng sét và gió giật mạnh. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng giảm hẳn, trời chuyển mát và khả năng xuất hiện mưa nhiều nơi. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, khu vực này có nắng nóng trở lại. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, trời nắng, chiều tối có mưa dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Thừa Thiên Huế ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C. Đà Nẵng có mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.